là ở trên đây có mình hay nhảy như vậy thôi. Mẹ mẹ. Kiểu thấy trai là trời ơi, mê trai quá chừng mê. Thấy trai là như vậy đó. Dạ. Nhảy ơn chừng nha. Giống như thấy anh thôi bây giờ. Ơn chừng nha chứ còn. Giống như thấy anh là vậy hả? Chắc vậy bữa anh lên không dám điên mình quá. Dạ, Sơn Ngọc xin kính chào cả nhà thân thương. Dạ, thưa cả nhà, thì hiện tại là Sơn Ngọc đang có mặt ở trên khu vực rừng núi trong gia đình của nhà của em Nhập. Thì hôm nay em Nhập lại tiếp tục chia sẻ cho Sơn Ngọc biết về những hoàn cảnh khó khăn ở trong khu vực rừng núi này. Thì Sơn Ngọc hy vọng là ông bà, cô chú chị cùng đồng hành với Sơn Ngọc và em Nhập nhé. Em Nhập có giúp Sơn Ngọc mang một phần quà đi trước Sơn Ngọc rồi. Và Sơn Ngọc đang vác một bao gạo 10kg nữa. Là hoàn cảnh này hả? Dạ. À. Thôi. Mang bao gạo đi thở không nổi luôn. Này. Đây nhập. Này. Em chào anh. Em chào anh. Chào anh hả? Không phải đâu hả? Ăn khoai. Tưởng đâu kêu anh không phải anh. Hả? Yeah. Đây là anh hay là chị? Chị. Chị hả? Là sao Nhập? Dạ, ông em bị bi đê. À, rồi. Bây giờ là muốn kêu như thế nào? Kêu bằng chị. Kêu bằng chị hả? Dạ, em chào chị. Em chào chị. Dạ, em chào chị xinh đẹp. Chị gì mà cười dưới nha. Dạ ơi, em lấy cái mic em gài qua cho mợ hả? Mợ hay gì? Dạ, kêu bằng ông nhưng mà ông biểu em kêu bằng bà. Kêu bằng bà hả? À, gài mic cho bà. À, hôm nay là chị ăn gì đây? Ăn khoai, ăn lá đu đủ đu. Nhập. Dạ, lá đu đủ với lại khoai lang. Lá đu đủ khoai, lại khoai mì. Ôi trời ơi, lá đu đủ này nấu cái gì mà anh thấy không giống như hôm bữa. Cái này là chiên á anh, chiên lá đu đủ mà chiên. Dạ. Tư lại làm. Ôi, hôm nay biết thêm một món lạ nữa cả nhà. Lá đu đủ chiên. Ăn như thế nào? Ủa, chị ăn sáng chưa? Ừ. Chị ăn sáng chưa? Cô chưa ăn sáng. Dạ. Cô chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng. Dạ. Biết rồi. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Cái tuổi cả đến năm mấy? Năm mới. Năm mấy tuổi rồi? Ừ. Năm mấy tuổi rồi chắc kêu bằng cô cả nhà mình. Ừ. Thích kêu bằng cô hay kêu bằng chị? Hả? Thích kêu bằng cô hay kêu bằng chị? Cô bằng cô á. Bằng cô hả? Ừ. À, kêu bằng cô. Hay kêu bằng chị cho trẻ. Dạ. Kêu bằng chị nha. Kêu bằng chị cho trẻ ha. Phái. Cười quá nhờ. Gì mà cười dữ nhờ. Em cười vậy thôi chứ gì của em sao mà ăn nổi. Đang ăn khoai mì đó nha. Nghẹn á. Bắt đầu. Bắt. Bắt. Là đây là ăn sáng của mình. Bữa ăn sáng của mình. Ăn sáng làm ăn riêng á. Ăn cô mình đâu. Cô có ai đâu. À là mình không có chồng hả? Cô có chồng đâu. À, không có chồng. Con là cô có chồng là khổ lắm. Hồi đó có chồng không? Không biết. Không biết. Ừ. Là ở đây là hồi đó giờ rồi. Ừ, là mỗi là ngày xuống là để uống ngủ riêng á. Cô có chứ cũng có một miền đâu. Ngủ một miền đâu nào không biết. Đó đến giờ là em ngồi xuống đi nhập. Là ông của em không có chồng cũng không có vợ. Vậy sao lại ông nữa? Vậy biết gì vậy nghe bị buồn. Sao kể lại em nghe nè. Ý là ấy là gì của em nói là cười.
chứ cách ra. Em ngồi. Rồi, sao nè, em chia sẻ lại anh hiểu rõ hơn đi. Ý là gì của em nói là từ lúc đó đến giờ cũng không có lấy vợ, cũng không có lấy chồng. Nên bây giờ là ở một mình buồn lắm. Giờ lại không có đồ ăn ăn nữa. Ăn mấy cái thứ này thôi. À, muốn lấy chồng không? Ừ? Chị muốn lấy chồng không? Tôi có chồng đâu. Nhà người muốn xuống. Lấy không? Muốn lấy chồng không? Không biết. Không biết hả? Khổ lắm. Là hồi đó giờ có để ý anh nào chưa? Hồi đó giờ có để ý anh nào chưa? Không. Không hả? Hồi đó giờ thấy gì em để ý anh nào chưa? Có đi với người nào đi chồng. Con có đưa là con đi mê người thì không có chồng đâu. Con có đơn nguyên, có chồng đâu. Chị nói hơi khó hiểu một chút nha. Là hồi đó là có thấy đi với ai rồi. Rồi lý do sao mình không đi chung nữa? Con có chung đâu, không biết. Không đi chung nữa nên không biết. Không biết, không biết rồi. À là người ta lấy chồng hay lấy vợ rồi, đúng không? Ngày ta là tôi có vợ đâu nha. Không biết. Có mẹ của bé Nhập với lại gì của bé lên đây nên cười quá trời cười à. Thế anh Linh là mất cỡ mẹ bé trời, đúng không? Muốn lấy chồng không? Lấy chồng không? Để con có chồng đâu. Để em ghi hình lên rồi có ai muốn liên hệ làm vợ thì chịu không? Tôi có chịu đâu. Sao không chịu? Không tôi có chịu làm, đâu tôi hả? Có chịu đâu làm. Không có chịu đâu hả? Là không có chịu, không có chịu đâu làm. Là cô có sướng. Còn sướng hơn hả? Ở một mình là sướng. Cô có một mình là cô sướng. Ở một mình là sướng hơn. Ừ. Giá rồi. Già rồi. Già thì già chứ. Nhưng mà người ta chịu thì sao? Hả? Nhưng mà người ta chịu thì sao? Người ta chịu chị, người ta thấy chị đẹp gái quá trời nè. Không có chịu đâu. Không chịu hả? Mình không chịu hả? Ừ. Thôi lấy vợ, lấy chồng đi. Đâu, lấy chồng đi, lấy chồng đâu. Quên, xin lỗi. Lấy chồng nha. Chịu không? Hình như là vậy em chịu rồi sao nhỉ? Khỏi. Coi em. Lấy chồng nha. Lấy chồng không? Không biết. Không biết hả? Không biết nhưng mà có cũng lấy luôn đúng không? Con không biết con có lấy đâu. Chắc thì chưa, hôm nay Nhập dẫn anh đến thăm hoàn cảnh gì mà anh thấy anh quay 2 năm nay rồi anh chưa gặp trường hợp là như thế này á. Nhập ơi. Thì có đi năm nay thì có ngủ điên đó. Người nhà ý là nó là có đi muốn đi chặt cô nó. Đi chặt cô đàm. Đi cụ đơn luôn đó. Nói cái gì đó nãy giờ em, gì của em nói gì đó? Dạ, em cũng không có hiểu nữa. Không của em nói tiếng. Không em trùng quá. Ý là như tiếng kỳ có cái chất chị là kỳ nhưng ba là kỳ cái kỳ. Cái chất chị. Cái chất ổ. Chị ơi. Là mình ở đây chỉ có một mình thôi đúng không? Ừ, cái được hả? Dạ. À. Rồi mình có muốn lấy chồng không? Ừ. Có muốn không? Muốn không để em giúp? Biết. Muốn hả? À. Dạ thưa cả nhà thì sẽ ngọc ghi hình lên đây á. Là chị đây cũng muốn lấy chồng. Thì có nếu như mà là ai, cô có làm. Con có đau mà để... Cái gì vậy Nhập? Cái gì vậy? À. Nghe là như ý là mới là không sao mà lấy. Người xong là không có mà lấy. Ấy là người ta đến người ta gặp mặt á, người ta mới ôm chứ. Cô cũng gặp mặt đâu. Không, là như thế này là người ta đến người ta gặp mặt mình rồi người ta bày tỏ rồi cảm xúc đồ ra chứ đúng không? Anh yêu em yêu anh rồi vậy đó, đúng rồi. Đúng xong người ta mới ôm. Làm mới sao chứ mới vô mà ôm rồi sao mà biết đường mà ôm.
Chưa mà hết mà đòi ôm rồi. Chết rồi. Bỏ chưa. Không mà chị này, lấy chồng về rồi cho chồng ăn lá đậu đủ với lại khô mì rồi người ta bỏ đi thì sao? Con có gạo mà ăn. Là ngày ấy là con có gạo mẹ ăn là trong làng. Ăn khô là thiếu khô. Ăn khô là thiếu khô. À hỏi ai ai mà muốn chịu khổ với mình á thì đến đây mình ở chung, còn không thôi ha. Hỏi hỏi ai mà chịu lấy mình. À, biết chịu, rồi. Chịu khó với mình. Chứ đi rừng đi rẫy rồi hàng ngày ăn lá đậu đủ với lại khô mì. Ăn đậu là ăn khô là thiếu khô nó. Dạ. Ừ. À, ăn ở đây này ngân khè nó ăn bên một mình. Mà ăn riêng á mình thương là khổ lắm. Ăn riêng là khổ lắm. Ừ. Ăn riêng khổ lắm. Là bây giờ là muốn lấy chồng rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi đấy, nãy giờ kêu lấy chồng mà cứ éo đấy mà. Muốn lấy chồng lắm rồi. Năm mươi mấy rồi cơ mà. Ừ. Trời ơi nãy giờ ăn lá đậu đủ mà ăn khô mì mà không uống nước luôn á. Nhà ta nhỉ? Nhà mình ở đâu chị? Nhà mình đây á hả? Rồi sao mà thảm như vậy? Đâu dẫn em vô coi nhà mình được không? À trời ơi nhà mình đẹp vậy cơ à. À nước. Coi nhà chị để nước ở trong này nè cả nhà. Ôi nhà sạch sẽ ghê cả nhà mình. Còn có còn các bông nữa. Hả? Có Doraemon nữa. Doraemon hả? Đi ba người ta nè. Ủa má. À người ta tặng. Bên ta là đi ta cho á. Anh nào tặng? Ừ, để tán á. Anh nào tặng? Anh yêu nào tặng? À, anh đã tự mua tự tặng mình luôn đúng không? Chồng á. À, chồng hả? Chồng đâu? Chồng ở đây nó. Chồng. Không có chồng nữa, có chồng. Là tỷ á. Dạ. Ừ, là tỷ. Là Doraemon đó là mình tự mua. Ừ. Dạ, dạ. Ừ. À. Nhà này là ai làm? Hả? Nhà này ai làm cho mình? Nè hả? Dạ, nhà này ai làm cho mình? Hả? Không biết. Không biết hả? Ừ. Này là cháu mình làm hay ai làm? Nè hả? Dạ. Cháu. Cháu làm. Ừ, cha cháu làm á. Ờ, vậy em không biết nói ai làm này đó hả? Dạ. Mấy hôm mà ai làm này cho gì? Dạ ba của em. À. Đi ở đây nói là cháu làm á. À, là ba của bé Nhập làm cho chị đúng không? Ừ, cô chị nó cô đúng rồi. Nhà này chắc không? Hả? Nhà này chắc không? Không có chắc. Nhảy coi thử rồi, Nhảy lên nhảy xuống coi thử nó có rung cái nhà không? Để biết đường để lấy chồng về chứ không mà rung ở nhà tối lấy chồng về sập nhà sao. Đúng không? Đúng rồi. Nhảy coi thử. Hả thì phải đi nhảy. Chị. Hả? Nhảy lên coi thử cái nhà nó chắc không? Chắc hả? Dạ. Đợi đi nhảy. Không nhà coi thử chắc không để biết lấy chồng về chứ. Không mà tối lấy chồng về sập nhà thì sao? Hả? Không mà tối lấy chồng về nhà. Ê mà chị ngồi kia cười quá, sao Ngọc cười nhịn cười không nói luôn cả nhà mình. Hay rồi. Hay nha chị. Em kêu là gì em là nhảy coi thử là cái nhà nó có cứng cáp không? Hay hay. Hay chứ bạn đặt của nhẹ quá. Cái đó cái hè dưới ní. Ờ nhảy coi thử. À nhà chắc á, Con đúng rồi hả? Dạ. Đấy. Trời ơi là trời. Cười cứ bể cái bụng mua cả nhà. À là nhà chắc á, vậy là nhà đây cưới chồng về được rồi á. Dạ. Ok. Ok nha. Nhà đây cưới chồng được á. Ha ha ha.
phá nhảy hồi không cả nhà đấy. Chắc lắm. Tên của gì, em tên gì vậy Nhập? Dạ. Tên gì, em tên gì? Ái. Ái hả? Ừ. À. Ồ, chị Ái nhảy đẹp ghê không cả nhà. À. Tên về quốc cây em không mua tổ. Wow, chị Ái nhảy đúng đẹp luôn cả nhà mình ơi. Ừ. Nhảy không treo vào đâu được luôn. Con hả? Dạ thì có ông bà anh chị mình xem được cái video này của Sơn Ngọc á. Và ai muốn kết nối yêu thương với người chị Ái này á, thì liên hệ với Sơn Ngọc nha. Dạ. Dạ. Để chị Ái kiếm một cái mảnh ghép tình yêu để sống chung. Ái đúng rồi. Sợ tóc luôn á. Chị Ái ơi. Hả? Mình ra ngồi nhảy nha, ra ngồi nhảy. À, để không nhảy sập nhà. Trời ơi là trời. Hai năm nay Sơn Ngọc đi quay từ thiện trên núi, Sơn Ngọc mới gặp cái trường hợp như thế này cả nhà mình. Em kêu gì của em ra ngồi nè, nhảy không chừng sập nhà chết luôn. Mình đây chỉ có ẩn. Gại ông ngục nhay hết thôi chứ. Đau bụng quá cả nhà. À. Nè, thì giờ bạn đã quên nhỉ? Chị ơi, chị ơi. Nhảy cho em xem xem bài cho người ta thấy chị Ái đẹp gái rồi người ta tới ta kết nối chứ. Đúng không? Hả? Rồi, đâu nhảy rồi? Cái gì vậy? Nơi có ai biểu em nhảy cùng. Nhảy gì? Nhảy gì? Nhảy đơ là cô nhảy ra nhảy đơ mày. Nhảy múa. Nhảy đơ đẹp quá. Nhảy múa cùng hả? À, nhảy cùng hả? Em kêu gì em nhảy một bài hoàn chỉnh cho anh xem thử như thế nào. Em mới biết nhảy. Nhảy ơi. Chị Ái ơi. Hả? Chị Ái nhảy nhiều nhiều em xem thử coi. Đây nhảy coi thử là coi có ai thương không. Đấy. Ủng hộ nha, ủng hộ bạn đã có nhảy la. Trời ơi là trời. Thế nhảy. Là hàng ngày dì với em là đều như vậy hả? Ừ. Là ở trên đây có mình rồi hay nhảy như vậy thôi. Dạ, má. Kiểu thấy trai là trời ơi, mê trai quá chừng mê. Thấy trai là như vậy đó. Dạ. Nhảy ông Trừng nha. Như thấy anh đó bây giờ. Ông Trừng nha chứ còn. Nó như thấy anh là vậy hả? Chắc vậy bữa anh lên đây không dám điên mình quá. Cũng đẹp hơn. Đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đấy. Trời ơi. Ai khổ đẹp lắm. Dữ vậy trời. Cô có là em nói nè, là có thể em là cô có ở một mình rồi cô ngủ riêng á. Khổ lắm. Cô đã ngủ là ngày là cô có ngủ chung và cũng chịu ngủ. Còn ba ông là cũng có chịu đâu. Dạ. Yeah. Cũng chịu đâu. Người là ăn cùng riêng á. Ăn cùng rồi cô đi ăn đủ rồi khô lắm. Cô là cô làm tiền đầu. Cô nấu can ăn. Cô can ăn là mà ăn. Cô can ăn là mà ăn đâu muốn được. Cần là khô lẹ ăn khô là thiếu khô lắm. Sao lúc trước mình còn trẻ mình không đi lấy chồng đi? Là đứa rồi cô. Không có ai thương hả? Không ai để ý bò, hả? Con có ai thương đâu. À. Con ai thương là con có ai nói của ai chồng đâu. Hồi đó mình có chọc ai không? Hả? Hồi đó là mình có để ý ai chưa? Có con chọc có, ai chưa? Con có chọc ai đâu. Không có chọc ai đâu hả? Sao mình không chọc ai để giờ rồi có người ôm ấp ngủ rồi? Con có đâu. Con có. Có hả? Rồi lý do sao chia tay? Hả? Lý do sao chia tay? Con có chia tay là con có đi chưa? Con có chia tay đâu. Không chia tay đâu hả? Ừ. Rồi chồng đâu? Hả? Rồi chồng đâu? Con có chồng đâu. Là con có chồng đâu là dùng hô á. Dùng hô là chung là đi là đi chờ đi chờ cô á, đi chờ cô. Lúc trước cô, chỉ cô, quen rồi đi chơi thôi đúng không? Hả? Lúc trước chỉ quen rồi đi chơi thôi hả? Con có quen đâu. Không quen đâu. Con có. Rồi. Hôm nay em lên em tặng quà cho chị. Hôm nay em lên em tặng quà cho chị nha. Biết rồi. Chị thấy có vui không? Hả?
Chị thấy có vui không? Không. Không vui hả? Không có vui đâu. Tặng quà mà không vui hả? Ừ, chị chân quà đây không có vui. Là tặng tặng trai vui không? Tặng trai hả? À. Vui. Tặng vai vui, chui, vui. Vui. Vui, vui được. Quà không vui mà tặng trai thì vui. Ừ, chân tay là cũng vui. À. Ừ. À, tặng quà vui không? Vui. Vui hả? Vui. À, mới nãy không hiểu. Ừ. À, à nói là sao con cũng chạy đâu, con hiểu. Là con hiểu rồi. Ừ. Rồi mình lấy vợ về làm gì? Hả? Rồi. À quên chứ. Mình lấy nó lấy vợ cái buồn. Hả? À, mình lấy chồng về làm gì? Chồng hả? Hả? Con có chồng có chồng đó là có chồng đó là người riêng đó, có ngày. Đó là nếu như mà có một mình. Nếu như mà vài bữa nữa em dẫn anh nào lên đây nha. Ừ. À, dẫn anh nào lên đây rồi, biết rồi. Ở chung luôn nha. Ừ. Rồi lấy chồng về làm gì? Ờ, chồng là cô làm gì? Cô làm gì nhập? Làm ngủ chung. Là ngủ chung. Ngủ, à. Ngủ chung làm gì? Ờ. Hả? Ngủ chung làm gì? Cô ngủ riêng á. Ngủ tại cô có hai người đâu. Cô ngủ chung. Cô. Ấy là vài bữa lấy chồng á về ngủ chung để làm gì? Hả? Lấy chồng về bữa về lấy chồng á ngủ chung để làm cái gì? Ngủ chung hả? Ngủ chung rồi xong làm gì nữa? Để làm hả? Không biết. Không biết hả? Không biết rồi. Không làm gì người ta bỏ làm sao? Không có cuộc bỏ đâu. Mình phải làm gì người ta mới ở chung với mình chứ? Không có bị ơ đâu, cưng không phải nữa. Phải làm gì nữa? Hả? Phải làm gì nữa người ta mới ở chung với mình? Còn con có ơ một mình đâu, em đâu có phải đi. À, ngay... Hả? Hợp quê. Trời ơi. Nè. Này, thích lấy chồng về mà không biết lấy chồng về để làm gì nữa. Để lấy chồng để chồng. Tối sập sình đúng không? Hả? Đúng không? Để tối sập sình đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. À để tối sập sình. Đúng rồi dạ. Phải không? Ngài ý là ngồi xuống. Ý là ngồi xuống để làm cái gì? Hả? Ngồi xuống để làm cái gì? Ờ. Ngồi xuống sập sình hả? Hả? Ngồi xuống nhảy múa vậy hả? Ừ. Nghe này nghe. Sập nhà sao? Sập nhà sao? Hả? Sập nhà thì sao? Con có sập nhà là hay nhận định nè. Ý là nhận định là phở hay sinh ạ? Nhận định là phở hay sinh ạ? Dạ là phở hả? Con có. Không, không sập nhà. Ừ, con có sập nhà đâu. Làm nhẹ nhàng thôi, làm nhẹ nhàng thôi. Ừ, con sẽ sập nhà đó con cứ. Thì cái chứ hai năm nay Sơn Ngọc mới thấy trường hợp này cả nhà mình. Nãy giờ cười cũng bể cái bụng luôn à. anh không nghĩ đến nhập dẫn anh đến hoàn cảnh này luôn á. Nhập ơi, vài bữa chắc anh ghé qua anh thăm thì anh phải dẫn nhập đi theo à, chứ không là chết anh. Này, em tặng cho chị một bao gạo 10kg nha. Ừ, dạ. Rồi phần quà lớn như thế này nữa. Ừ. Đấy, rồi chị mở ra đi, chị mở phần quà này ra xem thử trong này có gì. Nha, mở ra đi chị. Mở ra đi. Rồi trong đây thì em tặng cho chị một chai nước tương, chai xì dầu. Chai xì dầu hả? Một ký cá khô. Một ký cá khô hả? Dạ, cá khô rồi một chai nước mắm. Nước mắm. Dạ, rồi một ký đường. Một ký đường. Dạ, rồi chai dầu ăn. Ừ, chai với chè ăn hả? À, dầu ăn. Mình có hay mua dầu ăn không? Con có dầu ăn đâu. Không dầu ăn hả? Làm gì hết dầu ăn nhanh như vậy? Ăn hả? Làm gì mà hết dầu ăn nhanh như vậy? Không có ăn. Không có ăn à? Ừ. Đó, hồi đó giờ mình không mua dầu ăn để ăn. Có dầu ăn. Không, em đâu có mua dầu ăn. Con có mua dầu ăn. Chứ mua dầu ăn về làm gì? Kiểu mà có người ta cấp ấy thì... À. Còn không mua dầu ăn hả? Ừ. À, mà bột ngọt. Một bọc bột ngọt. Rồi sara. Muối. Bốn bọc. Đúng không? Đúng rồi. Bốn bọc muối. Đấy, ba bọc rồi nè. Ở đây nè, muối nữa nè. Đấy, rồi trong đây là mì tôm. Đấy, quá trời quà này cả nhà. Rồi mình sắp xếp ở đâu cho nó gọn ha. Để đâu? Hả? Để đâu?
Để như gọn ở đây đó. À để đó hả, để đó cho gọn. Quà này là của chị xin dấu tên tặng cho mình nha. Ừ, biết rồi. Dạ. Để cảm ơn cô. Để cảm ơn nha. À. Ừ. Rồi cất quà đi ha. Ừ, biết. Chị ở sạch sẽ đó nha. Rất là gọn gàng. À, em Sơn Ngọc xin phép chị xin nhắc tên, hôm nay em xin phép chị em trích số tiền 500 nghìn của chị ra để mà em mua phần quà em tặng cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên khu vực rừng núi. Và hôm nay thì được sự giới thiệu của em Nhập lên đây thì biết được hoàn cảnh của người chị này cũng khó khăn cả nhà mình. Hồi nãy cả nhà mình thấy nó cũng ăn lá đu đủ với lại khô mì không thôi. Thì nãy giờ Sơn Ngọc cũng chỉ đùa vui cùng với lại chị thôi. Chị ngồi xuống đi chị. Nãy giờ thì Sơn Ngọc đùa vui để có cái tiếng cười để gửi đến ông bà của chị mình. Hả? Và cũng muốn giúp đỡ cho chị một phần nào đó đỡ vất vả hơn trong cuộc sống. Chị biết. Dạ, chị xin nhớ tên tặng cho chị quà. Rồi tặng cho chị thêm 90 nghìn nữa. Ừ. Dạ. Dạ đây. Biết tiền không? Chị biết tiền không? Có tiền đâu. Biết tiền không? Ừ, có cũng khó. Không biết tiền hả? Ừ, có biết tiền đâu. Cái này là bao nhiêu? Không biết. Không biết hả? Ừ. Thôi rồi. Rồi mình đi mua đồ thì sao? Hả? Một đô là nấu cà ăn á. Là mình đi mua đồ mình đưa cho người ta bao nhiêu là người ta thối lại thôi. Nấu cà ăn á. À nấu cà ăn. Nấu cà ăn, nấu cà ăn nước cơm. Nấu cà ăn là nước cơm á. À, chị xin nhắn tên tặng cho chị 90 nghìn. Ừ. Là em mua quà hết là 410 nghìn. Ừ. Dạ, chị xin nhắn tên tặng cho chị là 500 nghìn. Ừ, nha. Biết rồi. Em mua quà hết là 410 nghìn, còn 90 nghìn. À, giữ đó chờ, rồi. Cảm ơn nhé. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị xin nhắn tên. Chị xin nhắn tên. Chị xin nhắn tên đó. Ừ. Cảm ơn nhé. Ai ai nè, nè rất là. Rồi giữ tiền đó mua đồ ăn nha. Ừ. Dạ thưa cả nhà, thì cả nhà mình cũng thông cảm cho những người LGBT như thế này. Cả nhà mình này người ta gọi là LGBT á, đồng tính đó cả nhà mình. Cũng khổ. Anh thầy đi nó. Ngô riêng á, có chung đâu. Có vài bữa hay... nữa, vài bữa nữa làm cái giường cho rộng rộng tí. Vài bữa nữa em dẫn chồng lên. Chịu không? Biết rồi. Ok. Biết rồi. Ok. Vài bữa đi dẫn chồng lên nha. Ừ. Biết rồi. Khổ vài bữa lắm. Làm giường bự bự một xíu. Làm cái nhà chắc chắc lại. Không thôi nó sụp. Là chắc chắc. À, làm nhà chắc chắc lại không thôi nó sụp. Chắc chắc là sướng. Nhà mình nó cũng yếu ớt rồi. Hả? Nhà mình nó cũng yếu ớt rồi. Làm chắc chắc lại không nó sụp hết nha. Đấy. Có mền gối nệm chăn rồi đầy đủ luôn cả nhà mình. Có bông luôn kìa. Rồi anh nào muốn kết nối yêu thương với lại có... chị này á thì liên hệ với Sơn Ngọc nha. Sơn Ngọc để số điện thoại bên góc trái. À, vài bữa nữa có ai liên hệ với em á, em dẫn cô, lên nha. Cô có biết anh em liên hệ đâu mà biết. Dạ. Con biết em liên hệ đâu, cũng biết cụ đỡ là nó. Anh phải đi của cụ đơn á. Cụ đơn á là cô có cùng ngủ chiêng nó cô biết. Là xong rồi nước cơm á. Cô này là có ai cô ai cô cùng đâu. Dạ. Ừ. Rồi giờ bữa nữa cưới chồng về rồi làm gì để lo cho chồng? Hả? Rồi giờ bữa cưới chồng về làm gì để lo cho chồng? Biết rồi. Mình làm cái gì trên này hàng ngày để mà kiếm đồ ăn? Đi ăn hả? Dạ. Ừ, biết. Rồi chị không hiểu cái nhà mình.
Rồi em đi về nha. Ừ, cảm ơn nha. À, nghỉ ngơi đây, giữ gìn sức khỏe đây. Ngày bữa nữa dẫn chồng lên nha. Ừ, biết rồi. Rồi. Dạ em Sơn Ngọc cũng xin phép thay mặt chị em cảm ơn chị xin cho tên rất là nhiều. Muốn có nhà mới không? Muốn có nhà mới để cưới chồng không? Hả? Muốn có nhà mới để cưới chồng không? Muốn. Muốn. À muốn, muốn có nhà mới để cưới chồng. Ừ, chồng. Chỗ nhà này yếu quá hả? Hả? Yêu. Nghe có biết. Ai biết tên này lơ lần cả lấy. Không biết. À, muốn có nhà mới để có chồng cho nó chắc chắc tí để có để chồng chứ chắc không chắc. Nhà đây yếu quá sợ sập đúng không? Sợ sập là biết rồi. Dạ dạ. Rồi để em coi nếu như được em cố gắng em giúp đỡ cho mình có cái nhà để có chồng nha. À, vài bữa nữa. Đi có chắc đi có chắc nữa. À, em không dám hứa trước đâu. Biết. Dạ, nếu như có thì em làm cho còn không thì thôi. Nha. Biết rồi. Nha. Ok. Rồi em xin phép em về nha. Dạ. Nghỉ ngơi ăn cơm nước đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.